Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, đơn vị đạt giải nhất cuộc thi phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chọn làm phương án triển khai lập dự án đầu tư thi công xây dựng cây cầu này. Phương án ý tưởng kiến trúc này là tạo một cây cầu biểu tượng mới của trung tâm Hà Nội với hai đường cong lượn sóng bên bờ sông Hồng. Kết cấu vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại 6 nhịp tạo hình mang biểu tượng vô cực. Thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư trên cơ sở phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đạt giải nhất được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu theo đúng quy định hiện hành.